Chào mừng tất cả anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với channel của mình. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin giao dịch ngày hôm nay, một bản tin tổng kết thị trường phiên giao dịch ngày 16 tháng 11 và nhận định thị trường trong phiên giao dịch ngày mai, ngày 17 tháng 11 năm 2023. Thì trước khi vào bản tin giao dịch ngày hôm nay, hy vọng anh chị và các bạn hãy like và chia sẻ kênh của mình cho mọi người cùng tham khảo. Ngoài ra thì hãy ấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ channel của mình. Đến với thị trường trong phiên cuối phiên thì VN-Index tăng 3,03 điểm, tương đương 0,27%, 218 mã tăng và 280 mã giảm, thanh khoản đạt 687 triệu cổ phiếu và tương đương với cả khoảng 14.700 tỷ. Chúng ta thấy rằng là trong cả phiên giao dịch ngày hôm nay thì thị trường hầu hết là giao dịch trong một cái sắc đỏ khi mà cái dòng tiền nó không quá mạnh. Trong phiên sáng thì chúng ta thấy rằng là dòng tiền nó chỉ tìm đến với một số các mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành nó chưa tăng quá nhiều, ví dụ như thủy hải sản với ANV, ví dụ như là dòng phân bón với cả DPM và DCM. Những mã cổ phiếu này thì Kiên đã cùng mọi người nhận định trong phiên giao dịch ngày hôm qua cũng như là trong bản tin trong bản livestream sáng ngày hôm nay rồi, và nó cũng chạy được khá là tốt với ANV và với DPM ở đây. Ngoài ra thì đến phiên chiều thì chúng ta thấy rằng là dòng tiền chỉ thực sự quay trở lại khi một số các mã cổ phiếu có tín hiệu tăng tốt, tăng tích cực, ví dụ như là CTR hay là với cái đà tăng, đà lan tỏa, đà tăng từ sell nó lan tỏa sang các mã cổ phiếu nhóm bất động sản. Và trong ATC thì chỉ trong khoảng 15 phút thôi, thị trường nó kéo từ đỏ sang xanh. Đối với bản thân của Kiên thì một cái mức tăng điểm thì đã cũng tương đối là tốt, tuy nhiên rằng là cái thời gian tăng điểm của nó thì chỉ diễn ra trong một cái thời gian khá là ngắn, cho nên là đối với Kiên đánh giá rằng là đây không phải là một cái nhịp tăng nó mang cái tính chất là bền vững. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng điểm qua thêm một chút với về phần khối ngoại. Thì hôm nay khối ngoại quay trở lại bán ròng khoảng 130 tỷ. Và như nhận định của mình trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì mình có một số nhận định sau. Về khi phân tích kỹ thuật thì VN-Index tiếp cận kháng cự 1140 ngay trong phiên sáng nên áp lực bán ra là điều dễ hiểu. Xu hướng tăng tiếp tục là đảm bảo. Tuy nhiên trên khung giờ VN-Index xuất hiện phân kỳ âm MACD đến đỉnh thứ hai và hỗ trợ hiện tại ở mức 1100. Hành động của anh chị nhà đầu tư, việc xác nhận phân kỳ âm MACD trên khung giờ của VN-Index sẽ đưa cho anh chị nhà đầu tư cái hành động đó chính là hạ tỷ trọng xuống 50%, cuốn chiếu tài khoản và chốt lời dần các mã cổ phiếu. Một số các nhóm cổ phiếu tiềm năng chưa chạy có thể theo dõi trong nhóm cổ phiếu ngoài các nhóm cổ phiếu thị trường, trong khi mà các nhóm cổ phiếu thị trường đang trở lại cái pha tích lũy, đấy chính là nhóm thủy sản, dệt may, hóa chất và phân bón. Hôm nay ngoài các mã cổ phiếu trên ra thì mình cũng đã đưa ra cho mọi người một cái list cổ phiếu để chúng ta theo dõi. Nếu như mà các mã cổ phiếu này có điều chỉnh về thì sẽ là cái cơ hội rất tốt để cho chúng ta tham gia. Ví dụ như DG giá 23, DXG giá 18.5 và giá 19. Thì các mã cổ phiếu này thì đều đang xuất hiện phân kỳ dương, phân kỳ âm MACD, cho nên là nó sẽ có những cái khả năng điều chỉnh, và cái việc điều chỉnh thì sẽ là cái cơ hội rất tốt để cho chúng ta có thể tham gia được. Đây là SHS này, SSI và VX. Ở trên thì mình có nói rằng là mọi người nên có những cái hành động để canh chốt lời dần các mã cổ phiếu. Và trong phiên sáng thì có khuyến nghị thêm với cả DPM, DPG, còn DPM và ANV thì hôm qua mình đã khuyến nghị rồi. Và chiều thì gia tăng cái cổ phiếu này ở giá 39. Đóng cửa phiên DPG tăng khá là tốt nên mức giá khoảng 40. Thì tí nữa chúng ta sẽ cùng phân tích các mã cổ phiếu này, cùng các mã cổ phiếu mà Kiên có khuyến nghị trong dạng này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với cả thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay với trên khung đồ thị của VN-Index. Và cái lý do tại sao mà mình lại cần mọi người cẩn trọng một chút trong phiên giao dịch, đây là với VN-Index trong khung ngày. Chúng ta thấy rằng là về xu hướng thì đang ở trong một xu hướng tăng, xu hướng giảm giá thì đã vượt qua bằng cái phiên giao dịch ngày 8 tháng 11 rồi, lên một phiên tăng điểm rất là tốt. Thế tuy nhiên rằng anh chị thấy trong giai đoạn này chúng ta đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6 và phiên hôm nay là phiên thứ 7 liên tục tích lũy trên đường MA20. Ở đây thì về xu hướng thì là một cái giai đoạn xu hướng tăng tích cực. Tuy nhiên rằng về nền tích lũy thì thông thường một giai đoạn mà thị trường nó tăng tốt thì chúng ta cũng cần một cái nền tích lũy tích cực. Có nghĩa là nó sẽ cần những cái nền tích lũy nó mang tính chất là biến động nhỏ. Ví dụ như trong giai đoạn này nó biến động nó mang tính chất là biến động hẹp, và các cái cây nến thì nó tương đối là đóng cửa và mở cửa nó xin xít nhau thì nó sẽ ok hơn. Tuy nhiên trong dạng này chúng ta thấy rằng là các cái cây nến thì hầu như là toàn mở gap, giảm thì cũng mở gap mà tăng thì cũng mở gap. Nó khiến cho cái giai đoạn này thì Kiên đánh giá rằng là không phải là một cái giai đoạn nó mang tính chất là tích lũy khá tích cực.
Cho nên là nếu mà có tăng thì Kiên nghĩ rằng là nó sẽ gặp các cái áp lực bán rất là gần. Ví dụ như giai đoạn này, ví dụ như khoảng 1.150, 1.150, 1.140 thì sẽ gặp những cái áp lực bán nó tương đối là mạnh. Và cái con đường cái tăng của nó thì mình đánh giá rằng là không quá bền vững, và bởi vì là nó không có cái tích lũy quá chặt chẽ chị nhá, không có quá tích lũy quá chặt chẽ. Ví dụ như trong giai đoạn này thế này, thị trường tăng điểm rất là mạnh và nó không chặt chẽ thì các cái nhịp giảm của nó thì cũng tương tự như thế, và nó không đưa được VN-Index đi xa. Nghĩa là với quan điểm của Kiên về thị trường trong thời gian tới, chúng ta sẽ có một cái kháng cự quanh mốc 1.140, 1.150, và hỗ trợ đoạn này thì nó sẽ có một cái vùng hỗ trợ khoảng 1.090. Đây là cái vùng đáy gần nhất của thị trường chung, cùng với cả đó chính là cái đường MA20 đang có xuống là hướng lên, thì nó sẽ đóng vai trò là một hỗ trợ tích cực, hỗ trợ mạnh. Trong chỉ báo MACD thì chúng ta thấy rằng là đang có xu hướng là hướng lên không, thì cái điều này cũng đang là một trong những cái đóng góp vào một cái vai trò tích cực một chút so với cả VN-Index. Trên khung 1 giờ thì chúng ta thấy rằng là trong phiên đáo hạn vệ sinh ngày hôm nay thì nó xuất hiện hai đỉnh MACD. Cái việc hai đỉnh này thì nó sẽ khiến cho mình có một cái tâm lý nó cẩn trọng hơn một chút, và mình cần khuyến nghị cho anh chị nhà đầu tư về một cái cách mà chúng ta nên cần hạ tỷ trọng một chút. Nếu mà ai đang full margin thì chúng ta nên hạ về margin là tốt nhất. Khi mà chúng ta nhìn thấy rằng là trong các cái đỉnh sau của MACD, đỉnh sau của giá, chúng ta thấy rằng là các đỉnh thì càng ngày càng cao hơn, nhưng mà MACD sau thì chưa vượt được cái đỉnh gần nhất, nó đang xuất hiện một cái tín hiệu là phân kỳ MACD hai đoạn. Nếu mà phân kỳ dương thì chúng ta thấy rằng là cho chúng ta một cái nhịp tăng rất là tốt, những phân kỳ âm thì chúng ta phải ngược lại anh chị nhé. Phân kỳ âm hiện tại đang phân kỳ âm, nó tương tự như một cái giai đoạn mà tháng 9 năm 2023. Có thể là thị trường trong giai đoạn này thì mình thấy rằng là các mã cổ phiếu thì vẫn đang hướng tới các mục tiêu, mà về thị trường chung thì mình thấy bắt đầu xuất hiện những cái tín hiệu rồi. Nên anh chị cần giao dịch một cái cách thận trọng hơn một chút, đừng quá FOMO, và thị trường thì có khả năng đi ngang. Nếu mà xét về trên khung ngày thì nó có thể nó đi ngang và tích lũy nền trong khoảng từ 1 đến 3 tuần, và cái thời gian tích lũy trong như thế thì chúng ta nên lựa chọn một cái phương pháp là giao dịch theo dạng cuốn chiếu. Những giai đoạn nào mà đỏ mạnh thì chúng ta nên tham gia, ở những giai đoạn nào mà tăng mạnh chúng ta nên có cái hành động là cái chốt lời, thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả cao nhất trong giai đoạn này. Đó là về thị trường chung. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số các dòng cổ phiếu chính trên thị trường. Đầu tiên là nhóm bất động sản. Bất động sản thì hôm nay có PR tăng vượt đỉnh 52 tuần vào ATC. Đây là một cái nhịp vượt đỉnh mà mình thấy rằng là cũng khá bất ngờ, và cái trạc của nó thì mình kỳ vọng nhiều hơn cho cái việc là test về đâu đó khoảng 25. Trong cái nhận định của mình buổi sáng thì mình hy vọng là nó test về khoảng 25 cho đến 25.5 thì sẽ là cái điểm mua rất tốt. Tuy nhiên là cái việc mà nó đóng cửa như thế này thì mình thấy rằng là đây là một cổ phiếu rất khỏe, nhưng mình thì cũng không còn hàng cổ phiếu PDR rồi. Tiếp theo là DIG này. DIG thì hôm nay cũng đóng cửa cao nhất phiên, tăng 5%, thanh khoản thì không phải là quá cao nhưng mà cũng ở cái mức là chúng ta có thể là ok, không vấn đề gì lắm cả. Kháng cự của DG nó sẽ rất mạnh ở quanh mức giá khoảng 27.9. Nếu mà anh chị còn hàng thì chúng ta nên có cái phương án là canh chốt lời bình vùng này khi nó sẽ có những nhịp rung lắc trong thời gian tới nếu mà đạt được kháng cự. Sell thì hôm nay quay trở lại xuống tăng sau khi mà test lại đường MA20, với các cái thông tin nó mang tính chất là cái lô phát hành giá 10.000 hàng về thì nó sẽ ảnh hưởng, nhưng mình thấy rằng là cũng bình thường thôi. Thanh khoản hôm nay thì rất là lớn và cái kháng cự gần nhất của nó sẽ ở quanh mức giá khoảng 24, đây là cái vùng đỉnh cũ, và đâu đó thì cái vùng giá khoảng 25.5 cho đến 26 này thì cũng tương tự như là DIG, nó sẽ có cái khả năng quay trở lại tích lũy và đạt cái target trong cái nhịp này. DIG thì tương tự rồi, không khác gì cả. Cái nhịp tăng của nó thì nó sẽ khó để tăng vượt qua cái đỉnh mây này, và sẽ cần thời gian tích lũy nhỏ, điều chỉnh và tích lũy theo dạng là tích lũy nhỏ, sau đó thì mới vượt lên được, và khả năng nó sẽ cần phải đi qua 2 phần 3 cái dạng này đâu đó giai đoạn là khoảng đầu tháng 12. Đầu tháng 12 thì mình nghĩ là sẽ tăng ok hơn. Đấy là nhóm cổ phiếu, nhóm bất động sản. Chúng ta sẽ sang cổ phiếu một số các nhóm cổ phiếu, các mã cổ phiếu trong nhóm này thì bây giờ thì mình thấy rằng là chỉ còn một số các mã cổ phiếu nhóm penny của nhóm này thôi mới là các mã cổ phiếu mà chúng ta cho chúng ta cơ hội chúng ta tham gia. Như CRE này, cổ phiếu này xuất hiện phân kỳ dương hai đoạn và đang tích lũy ở trên đường MA20 như này. Chúng ta có thể mua ở đây và kỳ vọng nó một nhịp lên đâu đó khoảng giá 10, 10.1, hoặc là nếu ngắn hạn nhất thì có thể lên 9.2. Tiếp theo là với DRH này, cổ phiếu này thì chạc nó cũng tương tự như thế thôi và đang tích lũy trên cả Tencent cả Kijun. Thì anh chị nào mà có cái yếu tố mạo hiểm thì chúng ta có thể tham gia mã cổ phiếu này, hoặc là tìm các mã cổ phiếu nào mà có cái xu hướng như này thì chúng ta ok. Novaland thì đã chạy rồi. Đấy, cái dạng của CRE với cả dạng của DRH thì nó thì tương tự như là Novaland đoạn này anh chị nhé, nó sẽ còn một cái nhịp nó tăng lên tiếp theo
có thể ngắn hạn nhất là lên đây, nếu mà khỏe nhất thì gọi lên khoảng 23 hay 20.3. Đấy là với bất động sản. Chứng khoán thì chúng ta SSI này, cổ phiếu này thì đang chỉ test lại mỗi MA5 thôi, sau đó thì tăng lên luôn, thì chúng ta sẽ có những cái mốc kháng cự và chúng ta sẽ cần xem xét cho việc chốt lời ở quanh 33.8 hay là VND ở quanh đâu đó giá khoảng 22.2 thôi, quanh 22. VIX này VIX thì chúng ta có một cái kháng cự ở quanh mức giá khoảng 18.4 18.4, đây là một cái kháng cự mở gap, thì chúng ta có thể xem xét cho cái việc là kênh chốt lời cái cổ phiếu này. Đấy là với VIX. SHS này thì cũng tương tự, hôm nay nếu mà phá được cái vùng này thì chắc là lên đâu đó khoảng 20.4, nhưng mà vùng này thì mình chưa chắc đã phá được, thì chúng ta cũng nên có những hành động kênh chốt lời dần là ok. Đấy là với quan điểm của Kiên với nhóm cổ phiếu chứng khoán. Chứng khoán thì hôm nay mình cũng có những cái mã cổ phiếu mà cần điều chỉnh chúng ta sẽ canh mua được. Còn hôm nay các mã cổ phiếu mà mình ngày mai mình có hàng về đấy chính là ANV này. Cổ phiếu này thì nó là một trong những hàng chạy sau. Và nếu như mà chúng ta để ý các mã cổ phiếu nó chạy trước, ví dụ như VSC ấy, thì phiên ngày hôm qua của VSC đây. Phiên ngày hôm qua của VSC đã tăng trước rồi. Có nghĩa là ngày mai ANV nó sẽ còn cái khả năng tăng thêm một cái nhịp nhỏ nữa. Có thể hướng tới vùng này thì anh chị có thể là xem xét cho việc chốt lời về T cộng được khoảng 5-7% thì cũng ok rồi. Trong một cái giai đoạn mà thị trường mình thấy rằng là cũng cái dòng tiền nó không phải là quá tích cực. ANV này và cái dòng cổ phiếu này thì thực ra nó không phải là quá tích cực khi mà nó là một trong những dòng mà tạo đáy sau, giảm sau tạo đáy sau. Tiếp theo là thằng DPG Đạt Phương. Hôm nay chúng ta nhìn thấy rằng hôm này đang hình thành một cái nền tích lũy khoảng 2-4-5 phiên. Phiên này là phiên thứ 6. Và nếu như kể cả phiên ngày hôm nay mà có vol nó cực kỳ bé thì đây sẽ là một cái phiên test cung, no demand, no supply đúng không ạ? Thì cái vùng này chúng ta tham gia ok, và phiên giao dịch ngày mai thì mình nghĩ rằng là nó sẽ tiếp tục tăng và hướng tới vùng mục tiêu khoảng 41.1, và nếu mà ok hơn thì sẽ lên khoảng 43. Thì đây là cái vùng đỉnh mây của DPG, chắc là cũng tương tự như các mã cổ phiếu bất động sản thôi. Nó lên đây sau đó thì nó sẽ cần tích lũy nhỏ một chút, đi hết 2/3 vùng này chắc là mình nghĩ rằng sẽ bật lên tiếp theo. Thì lúc đó thì mình sẽ target quanh giá khoảng 43-44, chúng ta sẽ đạt được cái lợi nhuận thêm khoảng từ 6-10% nữa. Thêm gì nhỉ? HPG thì mình cũng đã có cái hành động té rồi. Với HPG ở đây khoảng 27.35 đó, khi mà mua từ 27. Cổ phiếu này thì Kiên thấy rằng là trên khung giờ nó xuất hiện phân kỳ âm, cho nên là mình phải té vội cái mã cổ phiếu này luôn. Trong bản tin hôm trước thì mình đã cập nhật với cả mọi người rồi. Đây, nhóm thép đang xuất hiện tín hiệu phân kỳ âm, nhưng mà ngày hôm qua từ 2 đến 3 đoạn nhà đầu tư nắm giữ thì lại ít, nhưng mà chúng ta nên chốt lời dần từng phần. HTG, HPG và Nam Kim tìm kiếm cơ hội ở các mã cổ phiếu khác. Còn đây là khuyến nghị mua ANV và EPM. Trong phần cuối này thì chúng ta sẽ cùng cập nhật hai mã cổ phiếu. Đầu tiên là với BASF này. Cổ phiếu này thì chúng ta thấy rằng là trên khung ngày của nó thì nó đang có những cái phiên giao dịch mà test lại cái vùng mà nó vừa vượt qua. Chúng ta nên về đâu đó quanh vùng giá khoảng 2 năm này thì Kiên nghĩ rằng là sẽ là cái vùng gom ok cho một cổ phiếu. Hôm nay thì nếu như mà có tạo đỉnh MACD ở đây thì kiểu gì nó sẽ có một cái đỉnh tiếp theo, bởi vì là đỉnh ngày nó đã cao hơn cái đỉnh trước rồi. Chúng ta không cần phải lo lắng lắm. Tiếp theo là với Cotexco, cổ phiếu này thì Kiên thấy rằng là đang giao dịch một cái mẫu hình nó vừa vượt qua, và cái vùng này nếu tự như mà theo VSD và theo một cái mô hình theo dạng là mô hình Davat thì đây là một mẫu hình theo đang ở cái vùng SOS, và cổ phiếu này thì sẽ có một cái mức độ và cái khả năng tăng tiếp tục luôn. Chúng ta sẽ cùng nắm giữ và kỳ vọng nhiều hơn với cả cổ phiếu này. Ok, như vậy là đã đi hết cái bản tin giao dịch ngày hôm nay. Hy vọng bản tin sẽ mang lại một số thông tin hữu ích cho anh chị nhà đầu tư. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.